Bởi vì cái cổ tử cung á là sợ nhất đó là ung thư. Thế thì mình sẽ làm để xem là cái cổ tử cung em có những tế bào nó biến đổi, xem nó có bị tiền ung thư chưa này. Rồi xem cái nguy cơ là có cái con HPV đấy nó có hiện diện trong cơ thể em hay không. Đấy, nhưng mà cái xét nghiệm này thì nó tốn tiền, thật ra là có thể là hôm nay em không mang thì hôm sau làm cũng được.